Tiền nhiều quá nè, ai bà ông bà là trúng tiền nhiều quá. Đi nè. Ý. À, đây là show Như Quỳnh tối hôm nay ở Las Vegas. Fan của Như Quỳnh đông lắm. Hey everybody. Vui vẻ. Rồi. Đó, đang đứng ban tiếp tân để tiếp khách. Ở đây là Flamingo nha. Ra buồn sầu nắng thương tiếc một thời nếu mai này muôn lòng nở hoa ta thì đắm mãi trong niềm vui chứa chan quên thương yêu dấu với con đường từng đường đò đứng ở đằng sau quá chị. Đây là các ca sĩ đăng ký những cái CD để tặng lại cho khách. Thì cô diễn sai rồi. Đừng cho tốn tiền cho mẹ nha. Đừng chia tụi mẹ nha. Ok. Đúng rồi. Hay quá. Hãy subscribe cho kênh Như Quỳnh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bê gáp, cái này là Flamingo nha. Oh, thank you. Bali. Đây là tôi. Hello.